kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Sau 10 ngày phát động, hành trình quân đội chung tay vì người nghèo đã diễn ra với nhiều hoạt động thiện nguyện tăng cường gắn kết tình quân dân. Công tác chuẩn bị cho Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Trung đang được các đơn vị gấp rút hoàn thành. Chương trình Ngân hàng Bò trao cơ hội thoát nghèo cho bà con nông dân. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14, sáng ngày 31 tháng 10, các đại biểu Quốc hội tiếp tục thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách năm 2019 và kế hoạch năm 2020. Các vấn đề liên quan đến ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Tán thành với những kết quả đã đạt được trên lĩnh vực kinh tế với tốc độ tăng trưởng khá cao, trong 4 năm qua chúng ta xuất siêu 19,7 tỷ đô la, góp phần cải thiện cán cân thanh toán vãng lai, cán cân thanh toán quốc tế và tăng dự trữ ngoại hối. Tuy nhiên, đại biểu Trần Hoàng Ngân, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh cũng lưu ý trong tổng kim ngạch xuất khẩu đến 70% đến từ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Bên cạnh đó, nhiều nước trên thế giới thực hiện chính sách bảo hộ mậu dịch, tạo ra các rào cản thương mại. Do đó, đại biểu đề nghị chính phủ quan tâm đến phát triển thị trường trong nước, kiên định ổn định kinh tế vĩ mô. Chúng ta cần kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội là một chỉ tiêu hàng đầu. Cần tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra giám sát chặt chẽ hoạt động ngân hàng, nâng cao chất lượng tín dụng, tránh để nợ xấu quay trở lại. Cho rằng cơ cấu thu ngân sách chưa bền vững, tăng thu ngân sách chủ yếu dựa vào nguồn thu không bền vững, như thu cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước tăng 40,8%, thu quyền sử dụng đất tăng 29,9%, thu sổ số kiến thiết tăng 6,2%. Tuy nhiên, nguồn thu của cả ba khối doanh nghiệp gồm doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp ngoài nhà nước và doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đều không đạt kế hoạch. Khối doanh nghiệp FDI tăng trưởng rất mạnh về quy mô đầu tư cũng sản xuất, kinh doanh nhưng thu chỉ đạt 95,9% so với dự toán. Khối doanh nghiệp nhà nước mặc dù đã được tập trung tái cơ cấu nhưng cũng chỉ đạt 94,1% dự toán. Như vậy, số thu ngân sách nhà nước từ thực chất nội lực của nền kinh tế tăng còn rất thấp. Quốc hội, Chính phủ đã có nhiều cơ chế chính sách cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ khuyến khích phát triển doanh nghiệp, nhất là khối doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nhưng tại sao hiệu quả sản xuất kinh doanh vẫn không cao, thu ngân sách từ khối doanh nghiệp vẫn chưa chuyển biến tích cực? Đây là vấn đề cần được phân tích, làm rõ thêm và tiếp tục đánh giá tác động của các chính sách đã ban hành. Bên cạnh đó, đại biểu cũng chỉ ra tình trạng chậm giao vốn đầu tư phát triển, trong đó có vốn ODA chưa có nhiều cải thiện, dẫn đến nhiều dự án có ý nghĩa quan trọng nhưng chậm được triển khai, gây ra nhiều hệ lụy. Việc giải ngân vốn đầu tư công cũng chậm, do đó đề nghị chính phủ quan tâm giải quyết những nút thắt này, tạo đà cho phát triển kết cấu hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 10, Ban chỉ đạo phối hợp điều hành giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội tổ chức tổng kết hành trình quân đội chung tay vì người nghèo và các hoạt động dân vận tại xã Nậm Chảy, huyện Văn Bàn. Dự chương trình tổng kết có đồng chí Hà Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Hành trình quân đội chung tay vì người nghèo và các hoạt động dân vận tại xã Nậm Chảy, huyện Văn Bàn được phát động từ ngày 21 tháng 10 với hoạt động đổ bê tông đường giao thông và các hoạt động dân vận tại cơ sở đã có sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động và có sự gắn kết tình quân dân. Tính đến ngày 30 tháng 10, cán bộ chiến sĩ trung đoàn 254 đã tham gia 275 ngày công, tổ chức tổng vệ sinh môi trường khu vực trung tâm xã và 1,5 km đường thôn hòm dưới, tuyên truyền một buổi về biển đảo cho 420 học sinh và cắt tóc miễn phí cho trên 80 học sinh trường trung học phổ thông bán trú, trung học cơ sở xã Nậm Chảy. Huyện đoàn Văn Bàn huy động đoàn viên thanh niên tham gia 120 ngày công, nhân dân thôn Khâm Dưới, Hòm Dưới tham gia 750 ngày công đổ đường bê tông. Các đơn vị cũng tặng hàng chục xuất quà cho hộ nghèo, gia đình cựu chiến binh nghèo, học sinh nghèo trên địa bàn xã. Ngoài ra, Ban chỉ đạo tổ chức các buổi tuyên truyền vận động người dân phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, chăm sóc sức khỏe sinh sản kế hóa gia đình, bài trừ hủ tục lạc hậu và chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi để nâng cao thu nhập.
Phát biểu tại buổi tổng kết, đồng chí Hà Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao sự phối hợp của Ban chỉ đạo phối hợp điều hành giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội và huyện Văn Bàn trong thực hiện hiệu quả các hoạt động dân vận tại xã Nậm Chày. Đồng chí đề nghị lãnh đạo xã Nậm Chày tiếp tục tích cực vào cuộc, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong quần chúng nhân dân nhằm phối hợp với các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, vận động nhân dân thi đua phát triển kinh tế để nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng nông thôn mới ngày càng giàu đẹp. Thông qua cái hoạt động này thì chúng ta sẽ tạo ra một cái khí thế mới để cho quần chúng nhân dân và các cái lực lượng, đặc biệt là các đồng chí cán bộ chủ chốt của xã của chúng ta thấy rõ cái trách nhiệm của mình trong việc thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, rồi giảm bớt cũng như là đấu tranh phòng chống với các cái tệ nạn xã hội trên địa bàn của xã của chúng ta, để làm sao mà xã của chúng ta thứ nhất là đạt được các mục tiêu về phát triển kinh tế xã hội của năm 2019 và là tiền đề quan trọng để trong thời gian tới chúng ta chuẩn bị tốt cho xây dựng văn kiện, xác định các mục tiêu của phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong cái 5 năm tiếp theo. Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Thị Nga đã trao tiền hỗ trợ làm nhà máy ấm tình thương cho gia đình bà Vàng Thị Say, thôn Tà Mòng. Ngày 31 tháng 10, Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Sapa đã tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức kỹ năng hoạt động cho gần 200 đại biểu Hội đồng Nhân dân các xã thị trấn và công chức văn phòng tham mưu giúp việc cho Hội đồng Nhân dân các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Tôi chia thành 2 lớp. Trong thời gian một ngày, các đại biểu được tập huấn bồi dưỡng 4 chuyên đề về công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, kỹ năng chất vấn tại các phiên họp của Thường trực Hội đồng Nhân dân, vai trò trách nhiệm của Thường trực Hội đồng Nhân dân các cấp trong chỉ đạo điều hành các hoạt động của Ban Hội đồng Nhân dân huyện, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội đồng Nhân dân các cấp thời kỳ cách mạng công nghệ 4.0. Sau tập huấn, mỗi đại biểu Hội đồng Nhân dân sẽ vận dụng những kiến thức kỹ năng đã được bồi dưỡng, tập huấn vào hoạt động thực tiễn để làm tròn trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp trong thời gian tới. Chỉ còn hơn chục ngày nữa là Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Trung lần thứ 19 năm 2019 sẽ diễn ra. Hội chợ năm nay có quy mô lên tới hơn 800 gian hàng, với sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp của nhiều nước, là sự kiện thương mại được chờ đón nhất trong năm của tỉnh Lào Cai. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị những điều kiện cần thiết đang được các đơn vị gấp rút hoàn thành. Rút kinh nghiệm từ những kỳ hội chợ trước, hội chợ năm nay được Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Lào Cai lên phương án chuẩn bị ngay từ đầu năm. Trung tâm đang khẩn trương sửa chữa nhà Trung tâm Hội chợ Triển lãm và các hạng mục phòng cháy chữa cháy, điện chiếu sáng, phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, làm tốt công tác tuyên truyền quảng bá, băng rôn áp phích, giới thiệu về hội chợ. Cho đến giờ phút này, thì chúng tôi đã triển khai thực hiện các cái nhiệm vụ như là sửa chữa, rồi cải tạo các cái cơ sở vật chất cũng như là dọn dẹp vệ sinh thì cũng đã cơ bản hoàn thành. Và chúng tôi đang phối hợp với đơn vị thi công để dàn dựng các cái nhà tiền chế để đảm bảo cái thời gian cũng như là cái tiến độ thực hiện cái kế hoạch của Ủy ban tỉnh giao. Cùng với đó, trung tâm đã chỉ đạo đơn vị được giao dàn dựng, thi công các gian hàng tại hội chợ, huy động lực lượng khẩn trương hoàn thiện các khu nhà thép, khu trưng bày để các doanh nghiệp tập kết hàng hóa. Việc trang trí hệ thống pano, tường rào, sân khấu, toàn bộ khu vực đang trong thời gian hoàn thiện. Theo dự kiến, ngày 5 tháng 11 sẽ bàn giao các vị trí trong nhà trung tâm hội chợ triển lãm cho các doanh nghiệp có nhu cầu dựng gian hàng đặc biệt và các gian hàng doanh nghiệp phía Trung Quốc. Ngày 8 tháng 11 sẽ bàn giao gian hàng cho các doanh nghiệp trong nước tổ chức trang trí trưng bày sản phẩm. Hiện tại chúng tôi đã hoàn thành được gần 50% phần về phần khung. Còn sắp tới đây chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Thế điều đính anh em hết sức để làm đúng giờ, đúng quy định cho ban tổ chức. Hội chợ Việt Trung lần thứ 19 sẽ diễn ra từ ngày 12 đến ngày 17 tháng 11 năm 2019 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Kim Thành, thành phố Lào Cai. Hội chợ năm nay có quy mô trên 800 gian hàng, trong đó có 250 gian hàng của các doanh nghiệp nước ngoài, gồm Trung Quốc và các quốc gia vùng lãnh thổ như Hàn Quốc, Thái Lan, Đài Loan. Với sự chuẩn bị chu đáo của ban tổ chức hội chợ năm nay, hứa hẹn sẽ được nâng cao chất lượng từ nội dung đến hình thức.
Sau 4 năm triển khai thực hiện đề án số 10 của Thành ủy Lào Cai về phát triển văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc, xây dựng con người thành phố Lào Cai văn minh, lịch sự, thân thiện, kỷ cương giai đoạn 2015-2020, đã đạt được nhiều kết quả, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân và phát triển du lịch địa phương. Qua 4 năm triển khai thực hiện đề án số 10, thành phố Lào Cai đã thành lập mới 8 câu lạc bộ văn nghệ, câu lạc bộ bản sắc. Như vậy, thành phố hiện có 20 câu lạc bộ văn hóa văn nghệ bản sắc. Các câu lạc bộ thu hút hàng trăm thành viên tham gia. Cùng với đó, nhiều giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc tại địa phương đã được bảo tồn, phục dựng như tổ chức đoàn khảo sát phục dựng lễ cấp sắc của người Dao Phìn Hồ, khảo sát phục dựng nội ngoại thất nếp nhà truyền thống của người Tày Cam Đường, trang phục của người Sa Phó Hợp Thành, phong tục Tết của người Giấy Tà Phời. Gắn việc bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc với việc xây dựng con người thành phố Lào Cai văn minh, lịch sự, thân thiện, kỷ cương. Phát huy lợi thế về du lịch tâm linh, thành phố Lào Cai đã dành trên 16 tỷ đồng cho việc trùng tu, tôn tạo, sửa chữa các công trình di tích văn hóa tâm linh trên địa bàn. Cùng với đó, các lễ hội, hoạt động văn hóa đặc sắc cũng được thành phố Lào Cai quan tâm tổ chức hàng năm, qua đó tạo thành những điểm nhấn thu hút nhân dân và du khách, góp phần phát triển du lịch và kinh tế xã hội địa phương. Ngày 31 tháng 10 năm 2019, Phòng Dân tộc thành phố Lào Cai phối hợp với Trung tâm Y tế tổ chức hội nghị tuyên truyền trực tiếp cho đồng bào dân tộc thiểu số thôn Láo Lý, xã Tà Phời về phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và kế hoạch hóa gia đình. Buổi tuyên truyền đã thu hút 40 hộ dân tham gia. Nội dung tuyên truyền chủ yếu tập trung vào việc phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, luật hôn nhân gia đình, luật bình đẳng giới, luật phòng chống bạo lực gia đình, trao đổi và hỏi đáp về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Buổi tuyên truyền đã dành nhiều thời gian để các hộ dân trong thôn cùng nhau bàn bạc các giải pháp cụ thể để thực hiện tốt các chính sách về dân số kế hoạch hóa gia đình và phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, cũng như đề ra các quy chế đối với những trường hợp cố tình vi phạm. Thông qua buổi tuyên truyền nhằm bổ sung kiến thức, trình độ, kỹ năng cho lực lượng tuyên truyền nòng cốt ở cơ sở, giảm thiểu và tiến tới xóa bỏ tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn xã. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian 2 tháng với phương pháp cầm tay chỉ việc, 35 hộ nông dân tham gia lớp đào tạo nghề nuôi cá lồng bè nước ngọt ở xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà đã nắm được những kiến thức kỹ thuật cơ bản về nuôi cá lồng bè và có thể áp dụng tốt trong thực tế. Là một trong 7 lớp đào tạo nghề ngắn hạn được tỉnh và một số đơn vị chuyên môn đặt hàng với Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ Nông nghiệp trong năm 2019, lớp đào tạo nghề nuôi cá lồng bè nước ngọt tại xã Cốc Ly nhằm trang bị những kiến thức mới về kỹ thuật nuôi cá lồng bè và hồ chứa đảm bảo an toàn thực phẩm, phân tích đánh giá nhu cầu thị trường để áp dụng cho gia đình, địa phương nhằm phát triển bền vững nghề nuôi cá trong lồng bè tại khu vực hồ thủy điện Cốc Ly. Việc mà đưa cái nghề nuôi cá lồng bè và để nhiều hộ dân được đào tạo nghề để tiếp tục mà phát triển cái nghề nuôi cá lồng trên hồ là cái việc tôi cho rằng nó tạo ra cái sinh kế ổn định cho bà con nhân dân của xã Cốc Ly để giúp cho bà con có thể là phát triển kinh tế để giảm cái tỷ lệ hộ nghèo. Do phần đa các học viên của lớp đào tạo nghề là người Mông, Dao và Nùng có trình độ nhận thức không đồng đều, nên toàn bộ tài liệu, giáo án giảng dạy của lớp đào tạo nghề nuôi cá lồng nước ngọt tại xã Cốc Ly được các giảng viên biên soạn lại, xúc tích, dễ hiểu, phù hợp với trình độ của học viên. Quá trình giảng dạy chỉ có 20% số tiết lý thuyết, 80% còn lại là thời gian thực hành theo phương pháp cầm tay chỉ việc ngay tại các lồng bè nuôi cá nước ngọt tại khu vực hồ thủy điện Cốc Ly. Trước đây là mình chưa được tập huấn thì mình không biết, mình cứ thế mình làm thôi. Bây giờ mình qua cái lớp tập huấn này thì mình đã biết cách phòng bệnh và khi mà cá nó xuất hiện bệnh thì mình sẽ phải vớt hết những cái con cá bị bệnh ra để gọi là tách hẳn những con cá bị bệnh ra khỏi đàn. Trong tâm khuyến nông mà đã tập huấn và đã đưa những cái cán tầm và Cốc Ly để nuôi thì từ thời điểm đấy về là 5 cái kiến thức cho nhân dân và từ thời điểm đấy về thì nói chung là cũng chưa không xảy ra những cái vụ gì nữa. Tức là chưa xảy ra những cái vụ gì cá chết nhiều hoặc là có vấn đề gì bận nhiều xảy ra trên hồ này đối với những hộ nuôi cá. Và các chị trao lại kiến thức cho nhân dân thì nhân dân đã áp dụng thực tế và địa phương mà đã nâng được cái kiến thức của nhân dân hơn lên so với thời điểm trước.
Sau 2 tháng theo học, toàn bộ 35 học viên đã được Trung tâm Khuyến Nông và Dịch vụ Nông nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trao chứng nhận tốt nghiệp lớp đào tạo nghề nuôi cá lồng bè nước ngọt, trong đó tỷ lệ khá giỏi chiếm tới trên 90%. Hy vọng với những kiến thức đã học, các học viên sẽ áp dụng tốt vào thực tế nuôi cá lồng bè nước ngọt tại gia đình, đồng thời tiếp tục truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm cho những hộ dân khác có nhu cầu nuôi cá lồng bè tại Hồ Thủy Điện Cốc Ly, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập và bảo vệ môi trường sinh thái của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ năm 2010, Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam đã triển khai thực hiện dự án Ngân hàng bò tại các huyện nghèo của 14 tỉnh, với mục tiêu chung là giúp đỡ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, phát triển chăn nuôi, từng bước vươn lên thoát nghèo. Tại tỉnh Lào Cai, trong những năm qua, dự án đã đạt được những kết quả tích cực, mang lại cơ hội thoát nghèo cho nhiều hộ nông dân tại các huyện được thụ hưởng dự án. Phóng sự được thực hiện tại xã Bản Sen, huyện Mường Khương. Vài năm về trước, hộ gia đình anh Lý Văn Minh là một trong những hộ nghèo ở xã Bản Sen, kinh tế chỉ trông chờ vào vài sào ruộng. Năm 2015, qua bình xét, anh Minh được cấp một con bò giống từ chương trình Ngân hàng bò, đồng thời được tập huấn kiến thức về chăn nuôi bò sinh sản. Đến thời điểm này, đàn bò của gia đình anh đã nhân lên gấp 4 lần, trở thành một tài sản lớn mà trước kia anh chưa từng nghĩ tới. Cũng nhờ đàn bò này, năm nay gia đình anh Minh đã thoát nghèo. Từ năm 2015 tôi nhận được con bò dự án Chữ Thập Đỏ. Từ đến nay tôi cũng nuôi được 5 năm và phát triển được 4 con. Và tôi trả được ngân hàng 1 con, để lại được 3 con tôi bán 1 con để nuôi con ăn học. Và từ đây tôi lại để lại 2 con để nuôi, sản xuất kinh tế và thu nhập cho gia đình. Cái dự án này rất giúp ích cho bà con nông dân chúng tôi là phát triển được kinh tế mà... Nhờ trước đấy là chúng tôi nuôi được con ăn học đàng hoàng. Dự án Ngân hàng bò là một mô hình rất đặc biệt, không chỉ là hiệu quả thiết thực do dự án mang lại, mà còn ở cách tư duy và phát triển dự án. Mỗi hộ gia đình nghèo được tặng một con bò giống. Sau khi bò giống đẻ lứa đầu tiên, hộ hưởng lợi tiếp tục được chăm sóc bê con từ 6 đến 12 tháng tuổi, rồi chuyển giao bê con cho Hội Chữ Thập Đỏ để tiếp tục hỗ trợ cho hộ nghèo khác. Tại Bản Sen, đã có từ 40 hộ ban đầu được vay bò giống, đến nay đã có thêm 30 hộ khác được hưởng lợi. Theo bốc thăm, dịp này gia đình anh Lý Xuân Lương được nhận thêm bê giống từ một hộ khác trong thôn. Đây là một niềm vui lớn với gia đình anh. Thật ra bây giờ quê thì nhận con bò rất là quý rồi, nên sẽ chăm sóc tốt để thoát nghèo, để hỗ trợ để giả lại con bò con ấy, để giả nó được. Hàng. Lúc giao nhận thì có bên Chữ Thập Đỏ với bên cả bên gia đình giao bò, bây giờ mình tiếp nhận lại thì cũng qua nhà để hướng dẫn cụ thể để mình chăm sóc thì giao tốt hơn con bò. Bản Sen đã hoàn thành chương trình nông thôn mới và hướng tới xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đời sống của người dân không ngừng được cải thiện. Tuy nhiên vẫn còn một bộ phận dân cư có mức sống thấp, chưa thoát khỏi được đói nghèo. Chính vì vậy, những dự án có ý nghĩa thiết thực như ngân hàng bò không chỉ hỗ trợ người dân về vốn ban đầu mà còn định hướng cho họ cách thoát nghèo hiệu quả, giúp Bản Sen có thêm điều kiện để duy trì bền vững và tiếp tục phát triển các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Thực tế cho thấy gần như 100% số hộ nhận được bò hỗ trợ đều đã thoát nghèo. Trước khi giao cho đã phải tuyên truyền là ký vào cái bản cam kết. Đấy, là khi đây là cái dự án ngân hàng. Đấy, ngân hàng là phải có lãi, đấy là báo cáo mà không phải là ngân hàng là không cho không, nên là nó cấp vốn ban đầu cho bà con một con bò giống, thì sau khi là đẻ ra thì là để ra một con bò khác cho hộ nghèo khác để phát triển duy trì đàn bò và giúp xóa đói giảm nghèo cho các hộ nghèo khác để đạt cái hiệu quả. Thì trước khi giao là đã cho ban làm cho các hộ bản cam kết giao nuôi nhận bò và cùng với thú y xã thường xuyên kiểm tra khi có để tiêm phòng cho đàn bò gia súc, động viên các hộ trồng cỏ voi để nuôi thả, không thả rông. Đối với Bản Sen nói riêng, các địa phương được hưởng lợi từ dự án nói chung, ngân hàng bò không chỉ mang lại hiệu quả thiết thực cho các hộ nghèo mà còn mang một ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đến nay chương trình ngân hàng bò tiếp tục được triển khai trên địa bàn 8 huyện thành phố trên địa bàn tỉnh. Với số bò giống ban đầu là 335 con, đầu tư cho 335 hộ nghèo. Tính đến nay, đàn bò sinh trưởng tăng lên trên 800 con. Trong đó, Hội Chữ Thập Đỏ
đang quản lý 535 con với 200 hộ nghèo mới được hỗ trợ từ chương trình. Mỗi một con bò giống được trao đi là trao thêm những niềm vui, hy vọng mới cho người nghèo ở các địa bàn còn khó khăn. Từ đây, thời lượng dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.